Đây là bài tập đọc thứ 8. Hãy đọc to từ số 1. Con chữ s ở cuối từ được phát âm như s. us. Hãy thử đọc số 2. Đây là những từ bạn học trong loạt bài này. He understands us. understands us. Bây giờ, bạn hãy thử đọc số 3. Meet me at the hotel. Từ số 4. Welcome. Từ số 5 có một âm mới. Hãy đọc to từ này theo người Mỹ. Yes. Yes. Lưu ý đến âm được biểu thị bằng con chữ Why? Ở đầu từ, hãy đọc lại từ số 5. Yes. Hãy thử đọc từ số 6. Yesterday. Yesterday. Hãy đọc từ số 7, hai con chữ L đi liền nhau được phát âm gần như chỉ có một con chữ. Yellow số 8 The sun is yellow. Từ số 9 được phát âm dường như là nó bắt đầu bằng con chữ why. Hãy nghe và nhắc lại. use use Hãy lưu ý một lần nữa, con chữ y e. ở cuối từ biến đổi nguyên âm đứng trước nó như thế nào? Âm được biểu thị bằng con chữ s cũng biến đổi. Hãy xem số 10 và nhắc lại các từ theo người Mỹ. us, use. us, use. Bây giờ, bạn hãy đọc từ số 11. muse. Từ số 12 fuse Từ số 13 cũng có âm mới này, hãy thử đọc từ này. you you Số 14 Excuse me, miss. Hãy thử đọc số 15. Pay attention. Attention. Hãy đọc số 16. Don't confuse me. Hãy thử đọc số 17. Từ cuối cùng là từ bạn đã học hay sẽ học trong loạt bài này. We have a used car. We have a used car. số 18 It's cute. Bài tập đọc thứ 8 đến đây là hết.